vâng, thứ nhất cho chị quý vị. Và thứ nhất chuẩn bị đó chính là chị Bích Huệ. Sau đây xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của anh Kim Hải với ca khúc được mang tên Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Và đến tập chương trình thì
Tiếng hát chuẩn bị đó chính là anh David. Và sau đây xin mời quý vị hãy đến với tiếng hát của chị Bích Huệ với ca khúc được mang tên Con Gái.